Thưa quý vị, ngày hôm nay 11 tháng 7, mạng xã hội đã lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ điều khiển ô tô bỏ chạy sau khi xảy ra va chạm giao thông với xe máy. Chiếc ô tô dù bị móc méo phần đầu, một lốp phía trước văng ra, nhưng nữ tài xế vẫn cho xe chạy và chỉ dừng lại khi người dân đuổi theo lấy khúc cây chặn lại. Theo đó, vào khoảng 17 giờ chiều ngày 10 tháng 7, một nữ tài xế điều khiển xe ô tô chạy trên tuyến đường liên xã hướng từ thị xã Bình Long đi xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Khi đến đoạn thuộc tổ 7, ấp Quản Lợi A, xã Tân Lợi thì xảy ra va chạm với xe máy của anh Điểu Lâm, 33 tuổi, ngụ tại xã An Khương, huyện Hớn Quản. Vụ tai nạn khiến cả hai phương tiện cùng hư hỏng, anh Điểu Lâm bị thương nhẹ. Sau khi xảy ra va chạm, nữ tài xế chạy xe rời khỏi hiện trường với chiếc bánh trước bị văng ra khỏi vành. Nữ tài xế điều khiển chiếc xe ô tô 3 bánh chạy gần 10 km và chỉ dừng lại khi bị người dân dùng khúc cây chặn lại. Chiếc xe ô tô bị chặn lại trên quốc lộ 13 đoạn thuộc phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long. Cảnh sát giao thông đã kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở thì nữ tài xế này có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này.